nhìn cá kìa. Đẹp không? Nè cá sấu nè con. Cá sấu nè. Ừ cá sấu chỉ ăn cá thôi, đâu có ăn, đâu ăn người ta đâu. Nè, đạp nè. Đó, nó có lấy đâu. Nè lại đây nè, lại đây con cá sấu nè. Cá sấu bự quá hả con? Cá sấu bự quá rồi sao nữa? Nhưng mà con cá sấu còn đâu rồi? Cá sấu còn không có. Lại đụng cá sấu đi. Cái đuôi nó kìa, cái đuôi nó kìa. Cái đuôi nó đụng vô. Cái đuôi nó kìa. Ừ, đụng vô. Cá sấu nó rớt cái đuôi kìa. Đụng vô. Cá sấu nó cười quá. Cá sấu. Lại đánh cá sấu đi. Sao hả? Cá sấu quậy mà. Cá sấu nó sợ quá. Cá sấu gì đâu sợ. Nó quậy, đánh nó đi con. Cá sấu ơi, đừng có quậy nữa. Đánh cái sấu. Đánh cần cái sấu nha. Ừ. Đánh cái sấu đi, lại đánh cái sấu. Lại đánh cái sấu đi con. Đi lại, lại đá đi. Không. Mày dắt tay lại đi. Thôi đi về cha, lại cha, lại cha. Nghĩ đánh cái sấu à. Lại cha, nghĩ đánh cái sấu, đi. Không đánh cái sấu nữa nha. Không, không, không. Xấu quá trời ơi, coi chốn coi coi xấu chưa? Xấu chưa? Đi về nè. Rồi đi vòng vòng chơi, lại đi. Rồi. Ừ, nó ăn bông không à. Nó hiền lắm. Rồi đi con. Đi nè. Tôi sợ kìa, không dám đi. Rồi xấu chưa nhé. Thì khỏi đế vậy. Mẹ đi về nè. Sợ cá sấu. Ui cá sấu kìa, cá sấu kìa. Sao vậy? Sao sợ? Cá sấu giả mà con. Giả mà. Mà con cá sấu nó bự sao? Con diễn tả coi con cá sấu nó bự sao con. Nó có đuôi đó hả? Nó có đuôi đó hả? Rồi nó bự không? Cá sấu bự lớn. Sao bự? Nhưng mà nó bự lớn. Cái sấu ăn cái gì á? Cái sấu nó ăn bụng. Nó ăn bụng á. Nó ăn bụng. Nó giống cùng con gỗ vậy á. Cái sấu nó ngộ. Cái sấu nó bự sao con? Nó bự lớn. Cái sấu nó giống cùng con gỗ vậy đó. Nó bự không? Cái sấu nó bự không? Dạ. Thì nó giống con gỗ quá. Cái đuôi nó giống như con cổ. Cái đuôi nó nhỏ hả bự? À cái đuôi nó bự lớn rồi. Là cái đuôi của con cá sấu. Là cái đuôi lớn của con cá sấu. Của nó rắc rắc. Nhưng mà con nó. Mà con cá sấu đó, nó dài không? Con cá sấu nó lớn. À con cá sấu nó bông á. Dài. Nó dài nó bự không? Cá sấu nó bự không? Đâu đâu con dẫn mẹ đi coi con cá sấu con bông này. Vậy con dẫn mẹ cha rồi dẫn cha rồi đi coi cá sấu nha. Được không? Ừ. Đâu đâu dẫn đâu dẫn mẹ đi coi coi. Dẫn cha đi, mẹ đi rồi. Đâu dẫn cha đi coi coi. Ngủ tiêu rồi hả? Nó ngủ rồi, con đụng vô nó được không? Con dẫn cha đi coi coi. Sao hả? Đi, dẫn cha đi coi coi. Cha đi con, con cá sấu đâu con? Con cá sấu đâu? Con cá sấu đâu con? Dĩ cha coi.
đâu có cái sáu ăn bông đâu, đâu đâu có cái sáu ăn bông đâu, con gì đó, đâu có cái sáu ăn bông đâu, chỉ cho coi, đâu, trời ơi con cái sáu ăn bông á hả? Con cái sáu gì đó hả? Ôi, nó sáu bự quá. Nè, có gì đâu nè, cho đụng nó nè. Ừ nè cho đụng nó nè, đâu có gì đâu con. Đâu có đụng nó coi. Đâu có gì đâu. Ừ. Nè, cho đụng nó nè. Cái gần gần đó nè. Cái xấu dễ thương mà. Lên ngồi lên ơi, ngồi ngồi lên cá sấu coi. Con ngồi lên cá sấu coi, được không? Sấu dễ thương mà. Hành trình con cá sấu. Lên ngồi lên, ngồi lên lên cá sấu luôn. Thôi đụng vô được rồi. Ngồi lên. Trời ơi, trời ơi. Nhục quá bằng ý ơi, nhục quá, nhục quá. Nhục quá bằng ý ơi. Ngồi lên cá sấu. Cá sấu ngủ rồi. Cá sấu nàng bồng ghê quá, cá sấu lạ quá. Sợ mà. Coi gì được ai. Bà sấu ngủ rồi, cho bà cá sấu đi ngủ rồi. Đi. Ra trước. Cá sấu nó ăn bồng á. Cá sấu ăn bồng á. Cá sấu ăn bồng á. Kè đụng vô răng cá sấu đi. Đụng vô răng cá sấu đi. Dám không? Nè. Đụng vô. Ôi quý quá trơn rồi. Đụng vô. Mình chỉ thích ăn thịt thôi, không thích ăn bông đâu. Bạn cá sấu chỉ thích ăn thịt thôi, không thích ăn bông đâu. Kìa, đưa tay kìa. Tao có động như thế này. Thôi. Tao có để tay xuống như thế này. Nó đâu có cắn đâu con. Đâu có cắn đâu. Cái hiện thôi mà. Nè cho để tay xuống nè. Đó nè cho đụng nó nè. Nó chép rồi, nó chép. Dễ thương không? Sao? À, để tay xuống đi. Nè, để tay với cha nè. Để tay với cha nè. Để tay với cha nè. Đó, nè. Nè, đây, để tay với cha. Thôi đi về quên. Về. Về nghe. Bữa khác ra nữa.